Xin chào toàn thể quý vị đã quay trở lại với kênh Lan Nguyễn TV. Hôm nay thì Lan xin phép tất cả các quý vị khán giả, Lan muốn chuyển đề tài về câu chuyện khác với cái drama của chị Nguyễn Phương Hằng. Thì Lan cũng đã dọ trên tóc cộng đồng xem ý kiến khán giả của Lan như thế nào. Thì cũng rất nhiều người có những cái ý kiến, Lan rất là cảm ơn. Có ý kiến của bạn Chí Thịnh Lý viết như sau: OK cô Lan Nguyễn, drama cô Hằng nên tạm dừng để pháp luật làm việc. Mọi lùm xùm với các kênh YouTube ủng hộ cô Hằng cũng nên dừng lại cho yên ổn để bọn lươn khỏi cười chê. Cô Lan Nguyễn cứ làm theo dòng thời sự của đất nước và các sự kiện vụ án tham nhũng cho mọi người dân không thích coi báo chí biết cũng hay. Đợi phiên tòa xét xử cô Hằng thì vô thông tin phân tích bình luận cho mọi người biết thì là hay nhất. Giờ nên thượng tôn pháp luật, không bàn về drama và sự ồn ào giữa các kênh YouTube nữa. Kênh YouTube nào muốn nói gì thì kệ họ, đúng sai thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm với phát ngôn của mình. Ủng hộ cô Lan Nguyễn, rời nói về cô Hằng. Cảm ơn bạn Chí Thịnh Lý. Rất nhiều những cái ý kiến khác nữa, chẳng hạn như bạn Quang Tân có ý kiến rằng chuyện vợ chồng người ta mà đi nói lại thì cũng không hay. Đây có khác gì là chuyện đời tư, người vợ đã lên tiếng rồi thì thôi. Có một bạn tên là Duyên Phan Thị Duyên có ý kiến là vợ chồng anh bán cá là cả hai vợ chồng đều rất là tốt và tuyệt vời đó chị. Hết duyên thì đường ai nấy đi thôi. Thì Lan cũng thấy là các bạn có những cái ý kiến như vậy đều rất là chí tình, chí lý và rất đúng. Thế nhưng tại sao Lan muốn quay cái chủ đề sang một cái hướng khác, đó là tình yêu, hôn nhân và gia đình? Bởi vì đây là một câu chuyện cũng có một cái sức ảnh hưởng đến xã hội không ít. Cái ảnh hưởng mà mạnh mẽ nhất đó chính là ảnh hưởng đến những đứa con. Và câu chuyện của vợ chồng anh bán cá vừa rồi thì nó tạo ra một cái drama mới. Mà cái drama này người ta gọi rằng nó liên quan đến trà xanh, tức là tiểu tam, hay gọi bình dân nhất đấy là người thứ ba. Thì cái câu chuyện này cũng là một cái câu chuyện nó như một cơn sóng ngầm trong xã hội. Vậy thì làm cách nào để có thể tránh được, và làm cách nào có thể tránh được tối đa cái sự ly dị? Ly dị thì bố mẹ là OK rồi đấy, anh có thể đi lấy vợ mới được ngay. Chẳng hạn như là anh Thắng Ngô, anh có thể lấy ngay được một cô ca sĩ nổi tiếng ở hải ngoại và xinh đẹp, trẻ và xinh, có tài. Thế nhưng đức tính như thế nào thì chúng ta còn phải chờ, bởi vì bây giờ quá nhiều ý kiến trái chiều. Và rồi với chị vợ, chị Thanh Đào cũng vậy. Chị Thanh Đào cũng cảm thấy rằng giải thoát được cho nhau là một sự nhẹ nhõm. Và chính cái sự giải thoát này đã làm cho chị Thanh Đào ngộ được ra rằng mình đã quên chính bản thân mình, vì chồng, vì con, vì cơm áo gạo tiền. Và mình đã lao vào câu chuyện kiếm tiền, để rồi khi có tiền ngoảnh lại thì thứ nhất, nhan sắc của mình phai tàn, tình yêu của chồng mất đi, và rồi mình mất đi hạnh phúc, mất đi một gia đình êm ấm đã 13 năm. Và cuối cùng, một cái mất lớn nhất mà có lẽ chẳng có cái gì bù đắp được, đó chính là mất đi một cái sự đầm ấm đầy tiếng cười, cả bố cả mẹ đẻ cho một đứa con sinh ra bởi sự tự nguyện của hai vợ chồng đến với nhau. Người lớn thì ai cũng sẽ có những cái tình yêu, nhưng con trẻ các bạn không biết đâu. Có những nỗi đau của những đứa trẻ đã đủ hiểu biết, và nó cũng đã có những cái sự nhận thức. Nó thương bố, thương mẹ, nó không nói ra, nhưng trong lòng nó bắt đầu chứa chất một nỗi đau thầm lặng. Không tâm sự với mẹ bởi vì sợ mẹ buồn, không tâm sự với bố bởi vì cái sự ăn chưa no, lo chưa tới của một đứa trẻ có khi cũng giận bố mà không muốn nói.
Anh Thắng Ngô đừng tưởng đưa con gái của mình đi ăn cùng với một cô vợ trẻ mới cưới rình rang rầm rộ trên mặt báo là con nó hạnh phúc, con nó mừng cho bố đâu. Sau khi nó ăn với bố về rồi và nó trở lại cuộc sống với người mẹ, nó sẽ đủ hiểu rằng trời ơi, đáng lý ra cái bữa cơm thân mật này là của cả mẹ cả bố, mà bây giờ tại sao, vì sao mà lại có một người lạ hoắc lạ hơ bây giờ vui vẻ bên cạnh bố, và tại sao bố lại vui với một cái người không phải là ruột thịt của con đến như vậy. Mẹ con có tội gì? Mẹ con có lỗi gì? Nếu như đứa trẻ con như lứa tuổi của con anh Thắng và chị Đào, có lẽ nó đều biết được rằng mẹ không có tội gì, vì mẹ cũng lao động rất vất vả, mẹ cũng thương con, mẹ cũng thương bố. Vậy thì tại sao lại xảy ra cơ sự như ngày hôm nay? Đấy chính là cái mà Lan muốn bàn. Bởi vì câu chuyện giữa anh Thắng và chị Đào đã đẩy đi quá xa, và bây giờ nó không còn là một cái đề tài trong gia đình nữa, mà bây giờ nó trở thành một cái drama tình yêu. Đây là một drama mới về hôn nhân và gia đình từ cái cuộc thi siêu trí tuệ Việt Nam. Anh ấy muốn bước chân vào cái môi trường trở thành người nổi tiếng cho cái công việc kinh doanh của anh ấy nó sẽ thuận lợi hơn. Thế nhưng đấy chính là anh ấy đã bắt đầu bước vào một cái con đường đầy rẫy những cám dỗ. Cám dỗ về tiền, cám dỗ về tình và cám dỗ về danh vọng. Để rồi sau cái cuộc thi siêu trí tuệ đó, anh ấy phải tiếp xúc với giới nghệ sĩ, với những đạo diễn. Và cũng như anh ấy kể là sau khi vợ chồng lục đục có những cái căng thẳng, bởi vì chắc chắn sau khi anh ấy đi thi cái cuộc thi siêu trí tuệ về, trong cái tâm lý của anh ấy có một cái sự xáo trộn. Và anh ý đứng trên một cái sân khấu lớn, một cái ánh hào quang, và phía dưới toàn những nghệ sĩ họ ăn mặc sao lại hấp dẫn thế, nhìn lại cô vợ mình là sao mà ăn mặc lại sập sệ đến như vậy. Các cụ có một câu này: nằm đất với cô hàng hương còn hơn nằm giường với cô hàng cá. Bởi vì sao? Mùi hương nó thơm, còn muốn gì thì gì, tiếp xúc với cá nó cũng có được những cái mùi, nó muốn đẹp như con cá coi, dù cái giá tiền có lên 1 tỷ bạc thì tôi khẳng định với các bạn, mùi tanh của cá vẫn là đặc trưng. Thì đương nhiên là mùi tanh kiểu gì nó cũng vương vấn. Cho nên cái câu là nằm đất với chị hàng hương còn hơn nằm giường với chị hàng cá. Nhìn lại những cái người trong showbiz, trời ơi, sao họ son phấn đẹp thế, mặt vê lai, người thì eo con kiến, và hát thì mượt mà nuột nà. Nhưng các bạn ơi, ca sĩ lên sân khấu và ở ngoài đời là một trời một vực đấy các bạn ạ. Tôi chơi với nhiều ca sĩ lắm. Một nghệ sĩ nhân dân hát dân ca nổi tiếng mà tôi chơi rất thân, bởi vì nhà tôi sân bay, chị này, chị ý lấy cái anh phi công, và anh phi công này sau này thì ra làm lãnh đạo, và anh này là một anh phi công nổi tiếng. Chị này bằng mọi giá chị lấy được cái anh phi công này, và tôi nói thật với các bạn là nếu như nghe chị hát thì kể cả những cái bài về tình yêu, về cha mẹ, thì nói thật với các bạn là rung động lòng người. Nhưng trời ơi, nói về tình trường thì thôi rồi. Mỹ nhân kế là một trong những cái vũ khí sắc bén nhất của những người làm nghề ca sĩ. Tôi nói như vậy, tôi xin lỗi tất cả những người làm nghề ca sĩ trước. Nhưng các em ý không mỹ nhân kế không bao giờ nổi tiếng. Và nổi tiếng rồi thì họ muốn là gì? Phải có một cuộc sống sang chảnh. Và từ đó thì đương nhiên là lại bằng mọi cách để tìm cách kiếm tiền. Và kiếm tiền nhanh nhất không có cái gì khác là phải đến được với một anh đại gia. Cho nên tất cả cái sự đổ vỡ của mọi gia đình đều xuất phát từ những cái
tưởng vậy mà không, không phải vậy đâu. Tôi trở lại câu chuyện của anh Thắng Ngô. Hôm nay thì đúng là chị Thanh Đào, vợ anh ấy, đã có một cái video lên trả lời độc quyền cho kênh Sao Star. Và chị cũng nói rằng chị rất nuối tiếc cái gia đình. Và bây giờ thì chị đã ngộ ra được nhiều điều. Chị ngộ ra rằng chị tưởng là chị kiếm tiền xong rồi xây dựng hạnh phúc sau. Nhưng chị không ngờ rằng sau 13 năm, từ một anh chồng chị lấy về, hai bàn tay trắng, nợ nần và đồng cam cộng khổ để vượt qua khó khăn, tới ngày hôm nay đi lên gần đến đỉnh vinh quang và cho chồng đi thi cuộc thi siêu trí tuệ nhằm có những cái PR cho cái ngành nghề kinh doanh cá coi của gia đình nhà chị ấy. Nhưng không ngờ đó chính là cái ngày định mệnh để chia cắt vợ chồng chị. Trước kia sao anh ấy nghèo như vậy và anh cũng vẫn khó tính như vậy. Anh ấy không bỏ chị và chị cũng không bỏ anh. Mà tại sao bây giờ tiền có, danh vọng có, sự thuận lợi có, con cái không còn phải nhỏ như ngày xưa nữa, lớn rồi thì bắt đầu hai vợ chồng lại không thể giữ được. Là bởi vì cái sức hút của cái sự nổi tiếng, trẻ đẹp. Và chỉ vì anh ấy có tiền chị mới mất chồng. Chứ nếu anh ấy không có tiền thì chị định để một cái khoảng thời gian, cái khoảng lặng để hai vợ chồng ngẫm lại xem mình đúng, mình sai cái gì, để mình cảm thấy rằng cần có nhau hay không. Nhưng anh Thắng chồng chị Đào ấy, chưa kịp định thần thì hết đạo diễn nọ đến bạn kia trong giới showbiz giới thiệu cho anh ấy. Và tôi cũng đoán chắc một điều là chị Đào có thể buồn, bởi vì chị Đào không có những cái tiếp xúc với giới nghệ sĩ. Nhưng anh Thắng, anh ấy vẫn tiếp tục quan hệ với giới nghệ sĩ. Cho nên là anh ấy có nói rằng một anh bạn đạo diễn giới thiệu một cô gái đã bước sang được nước Mỹ rồi và bước vào giới showbiz nổi tiếng rồi mà lại quay về Việt Nam lấy một anh vừa mới bỏ vợ tức thì cũng có những cái dấu hỏi ở trong đó, không đơn giản. Và nhiều người cũng tình nghi rằng đây là một cái sự tính toán để mà có cái bước lấy cái thẻ xanh hoặc lấy cái quốc tịch Mỹ. Đương nhiên rất nhiều những cái giả thuyết đặt ra. Nhưng tôi lại quay trở lại về tâm lý của cái anh Thắng Ngô này này. Anh này ấy, nói là anh ấy ở trong một cái môi trường gia đình rất nghiêm khắc, cho nên là anh ấy không có những cái gọi là ủy mị, rồi có những cái là lãng mạn được. Nhưng không có nghĩa là không thích. Rất thích, nhưng bởi vì cái môi trường cũ ấy, mình không tiếp xúc nhiều. Và khi anh ấy bước chân vào cái giới showbiz thì các bạn phải biết là một người có tiền, có nhiều xe sang như anh Thắng ấy, thì nói thật là quăng con mồi ra bằng là gì? Mỹ nhân, giọng hát. Trời ơi, có nhiều anh, các anh ấy mê hát lắm, cho nên là những cái cô ca sĩ, cô ấy mới giàu nhanh như thế. Không phải là một mình anh Thắng thích nghe dòng nhạc dân ca, mà rất rất nhiều người thích nghe, cho nên là mỗi một cái cô ca sĩ mà hát hay ấy, thì được nhiều người hâm mộ lắm. Và các cô kiếm tiền cũng dễ, có thể kiếm tiền bằng hát, có thể kiếm tiền bằng từ mối quan hệ mà các cô biết buôn bán. Cho nên một cơ may nào, một cái kịch bản nào để giới thiệu cái cô ca sĩ Hà Thanh Xuân này. Và cái cô này thì cô ấy đi hát ở nước Mỹ, cô ấy đi khắp nơi. Chúng ta xem lại những cái video thì nào là Đan Nguyên này, rồi nào là Quang Lê này, và cũng rất nhiều fan hâm mộ. Nhưng tại sao mà cô này lại không đắn đo lấy một ông vừa bỏ vợ xong để rồi một cái đám cưới rình rang? Chúng ta phải nhớ rằng những người phụ nữ khôn ý,
thì tôi đã gặp rất nhiều bạn tôi dở dang một lần đò, và nhiều người người ta còn sợ, người ta còn bảo là thôi nếu mà có lấy ấy, thì lấy ông nào vợ chết ấy, chứ còn lấy ông vợ bỏ ấy, là người ta cũng rất là phân vân. Cho nên người ta sẽ phải có một khoảng thời gian thử thách rất là lâu để chứng minh rằng hai cái yếu tố này không ra gì bị vợ vứt đi, hoặc là không ra gì phụ vợ đi với người khác, phải chứng minh là không có, thì những cô gái trẻ đẹp tài năng mới dám gật đầu để làm vợ. Mà bây giờ thì cô ca sĩ trẻ đẹp này, cô gật đầu một cách rất nhanh chóng, và cô ấy khẳng định là một bờ vai vững chắc để cô ấy dựa, thì chúng ta phải thấy rằng đây cũng chưa hẳn đã là thật lòng. Làm gì mà có một cái bờ vai nào mà vững chắc mà cô ấy thấy nhanh như thế? Bởi vì ra đời rồi chúng ta mới thấy, đã bước vào cuộc sống vợ chồng rồi thì không phải ai cũng dễ dàng dựa được vào chồng đâu. Có những gia đình khi phát triển sự nghiệp thành công rồi thì vẫn chồng một vốn, vợ một vốn thì mới có thể yên ổn được. Còn nếu như hai vợ chồng mà chung một vốn, tôi đảm bảo với các bạn mọi sự ức chế nó sẽ nảy sinh. Bởi vì nếu như hai vợ chồng cùng tài giỏi với nhau mà giữ được ấy, thì họ phải là yêu nhau lắm, và họ phải vượt qua được tất cả những cái cám dỗ. Đàn ông là cám dỗ của những mỹ nhân nữ, đàn bà là sự cám dỗ của những nam nhân, và cuối cùng để mà giữ được rất khó. Cho nên nhanh chóng để mà cô tưởng rằng là một bờ vai với một người mà đã lăn lộn ở cái thị trường ca nhạc từ trong nước ra đến nước ngoài, để mà bước lên được một cái danh tiếng trong showbiz, thì cô cũng không hồ đồ dễ đến như vậy đâu. Cho nên đây có thể có rất nhiều những cái lý do mà anh Thắng anh ấy làm cái đám cưới như vậy. Và quay trở lại với cái cuộc hôn nhân của anh Thắng và chị Đào, thì trong cái bài chia sẻ của chị Thanh Đào thì chị cũng muốn nói rằng là hai người muốn có những cái khoảng lặng để chiêm nghiệm. Chưa kịp chiêm nghiệm thì chồng đã cưới vợ khác. Thì rõ ràng cái sự tác động của cái cô Hà Thanh Xuân này này chính là một cái nguyên nhân làm cho vợ chồng của chị Thanh Đào và anh Thắng Ngô này không có khoảng lặng để họ nhìn thấy nhau nữa. Mà có thể do bạn bè đã vội vàng giới thiệu cho anh Thắng Ngô, cho nên anh ấy không có khoảng lặng, và anh ấy liên tục bị cuốn vào những cái sự giới thiệu và những cái sự cần nổi tiếng và những cái mà gọi là hấp dẫn khác, cho nên không còn đau về vợ, cũng không còn nhớ về con. Để rồi khi mà anh ý làm một cái đám cưới, và trong cái đám cưới thì chúng ta cũng nhìn thấy là bà mẹ chồng ấy, tức là bà mẹ của anh Thắng Ngô, khóc từ đầu đến cuối, và bố anh ấy thì lấy lý do là bị ốm không đến dự. Chỉ có mỗi cái cô vợ ấy là hồn nhiên và gọi là tận hưởng những cái gì mà cô ấy đạt được. Vậy thì chúng ta sẽ còn nhiều những cái tình tiết sau này nữa. Cho nên nếu xét về mặt tâm lý thì chúng ta phải thấy rằng mỗi gia đình được xây dựng nên thì cũng bắt đầu là có những cái nguy cơ sẽ bị lung lay. Và nếu như chúng ta không xây dựng được một cái sự vững chắc bằng tình yêu, bằng sự thấu hiểu, và chúng ta không nắm được rằng người vợ sẽ phải làm gì cho người chồng, và người chồng cũng không xác định được rằng mình sẽ phải làm gì cho cái người mà mình cưới làm vợ, và sau khi đẻ ra đứa con, nếu như hai vợ chồng đều không xác định rằng tất cả là vì con, và họ vẫn vì những cái cá nhân, cái sở thích của mình để rồi họ vượt ra cái khuôn khổ của gia đình, thì đương nhiên bắt đầu có những cái nhìn ra bên ngoài. Bây giờ Lan đã nhìn thấy một cái điều này này. Với chị Đào, chị đã xác định được rồi, và chị có một cái sự lột xác từ sắc vóc cho đến tư tưởng,
thì Lan tin rằng một người phụ nữ như chị Thanh Đào, chắc chắn nhiều người đàn ông muốn lấy làm vợ. Bởi vì bây giờ tìm vợ rất khó, nhưng tìm nợ thì dễ lắm. Cho nên Lan đã có những cái bất ngờ lắm. Có những người ấy, người ta còn sợ lấy những người vợ quá khôn ngoan, quá dạo hoạt, quá là nhiều tài năng, để mà người ta lấy một cái cô vợ thuần khiết, tha rằng không cần nổi tiếng, không cần giỏi lắm nhưng biết làm vợ. Bởi vì những người biết làm vợ ấy, là người ta biết hy sinh. Còn những người mà người ta quen hưởng thụ rồi ấy, và người ta đi tìm một người đàn ông để làm cái bờ vai cho người ta dựa ấy, người ta biết ăn diện này, biết hàng hiệu này, rồi là biết thích nổi tiếng này, thích che xe đẹp này, rồi là thích bờ vai, thì nói thật là các anh ấy mà bờ vai mà không còn vững chắc thì các anh cũng đừng hy vọng những cô vợ đấy chung tình. Nếu như tiền không đủ cung cấp, các anh đau đầu lắm đấy. Tôi đã gặp rồi. Tôi đã gặp rất nhiều trường hợp những người chồng vì đau đầu quá, rất là tốt, nhưng không thể đáp ứng lại được những cái nhu cầu về tình, về tiền của vợ. Kinh doanh và nghệ thuật là hai cái vấn đề khác nhau. Anh này mà là ca sĩ, nghệ sĩ, anh có thể bay bổng bằng những cái việc là anh ấy hoạt động về nghệ thuật ấy, thì có thể là anh có thể đi cùng được. Nhưng anh này kinh doanh và anh quá nhiều áp lực. Như chị Thanh Đào, chị ấy có nói rằng là với nhiều những cái dự án làm cho anh này anh bị đau đầu và bị stress, bị căng thẳng. Thì chắc chắn để kiếm được nhiều tiền mà nuôi một cô vợ trẻ, để mà luôn luôn là bờ vai vững chắc cho cô nương tựa, thì anh ấy sẽ còn phải làm cật lực nhiều hơn nữa. Cô này cô đi hát, chị Thanh Đào ngày xưa chị còn san sẻ, chứ cô này cô đi hát, cô ấy nói thật với các bạn, chứ cái ánh đèn sân khấu ấy, nó có một cái sức hấp dẫn không dễ gì mà người ta có thể cởi bỏ cái ánh hào quang đấy để mà người ta đi buôn cá hay là người ta đi buôn bất cứ một cái thứ gì làm giàu được đâu. Họ chỉ hát có tiền và họ có những cái mối quan hệ để ra tiền, còn bảo là kinh doanh chắc chi nhặt nhạnh để mà ra tiền thì không đơn giản đâu anh Thắng Ngô ạ. Và tới đây thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều những cái tình tiết nó sẽ xảy ra, và quá nhiều những kênh YouTube đã phân tích rồi. Thì ngày hôm nay Lan khởi đầu bằng một cái video đầu tiên nói chuyện để phân tích những cái bên lề với các độc giả. Và Lan sẽ còn nhiều những cái video tiếp theo nữa muốn nói về hạnh phúc hôn nhân và gia đình. Nhưng cái mà Lan vẫn chốt lại là Lan quan tâm, Lan chăn trở, đó chính là những cái xước trong tâm hồn của những đứa con, những cái vết thương lòng khi chúng nhìn thấy bố mẹ chia hai. Và các bạn phải biết là có những cái nỗi đau của con trẻ. Những nhà tâm lý học người ta ví rằng có những cái nỗi đau của con trẻ về tình trạng gia đình, người ta có thể ví bằng cái nỗi đau của những người bị bỏng ở cấp độ 3, tức là bỏng giáp, tổn thương và rất đau đớn. Chính cái sự tổn thương đấy là những cái mà đứa trẻ sẽ phải gánh chịu. Vậy thì nếu như chúng ta không hiểu về tâm lý đau đớn của những đứa trẻ, để mà chúng ta đừng làm cho con chúng ta bị đau, thì những cái tình trạng ly hôn cặp bồ vẫn sẽ diễn ra. Và rồi những cái đứa trẻ sẽ lại sinh ra bởi những cái cuộc tình đó, sẽ là nạn nhân và sẽ để lại cho xã hội những cái hệ lụy của thế hệ trẻ, đó là sự đau thương mất mát. Và có những cái đứa trẻ cũng từ việc bố mẹ bỏ nhau dẫn đến phá phách và đi vào những cái con đường tệ nạn hoặc là quyên sinh. Cho nên đây cũng là một cái đề tài mà Lan nghĩ rằng Lan rất là muốn tham gia trên cộng đồng. Video này Lan tạm thời chia sẻ với các quý vị những cái mà Lan suy nghĩ. Và bây giờ thì Lan xin tạm dừng video này ở đây. Và xin gặp lại các quý vị ở những video tiếp theo. Bye bye!